Dunlop HQI, thương hiệu Kenyatu, được sản xuất tại Hồng Kông. Đây là vỏ hộp full box của bộ cảm biến Dunlop HQI. Các thông tin ghi bằng tiếng Việt đã được Việt hóa. Đây là vỏ hộp phía trước, mặt trước. Giờ chúng ta sẽ mở hộp ra xem là bộ cảm biến này gồm những gì. Bộ cảm biến Dunlop này gồm những gì thì các bạn xem, chúng ta có thể thấy gồm có màn hình hiển thị năng lượng mặt trời. Màn hình hiển thị năng lượng mặt trời. Hai là 4 van cảm biến. Là van cảm biến. Thì chúng ta sẽ phân tích xem là van cảm biến này có ưu điểm gì và nhược điểm gì. Bộ màn hình hiển thị này có những bộ áp suất lốp này có những cái điểm gì đặc biệt so với bộ cảm biến lốp thông thường khác. Sách hướng dẫn. Và đây là sách hướng dẫn và đây là miếng dán chống trượt. Đây là cổng sạc. Nạp thêm năng lượng, nạp thêm pin AQ. Đây là bộ màn hình. Bộ màn hình này hiển thị rất trong và sáng. Nó có ánh sáng vàng. Trên này là năng lượng mặt trời. Gồm có phím cộng trừ cài đặt, phím cài đặt và phím bắt tắt mở nguồn. Cổng cắm sạc USB. Loa. Phía sau là có chữ QC pad được quản lý chất lượng ra khỏi nhà máy. Bộ hiển thị áp suất lốp này gồm tính năng gì? Tính năng nhất là hiển thị áp suất lốp, có thể để đơn vị B đi hoặc đơn vị 3. Thứ hai, hiển thị nhiệt độ, cảnh báo áp suất lốp và cảnh báo nhiệt độ. Cảnh báo áp suất lốp thì quý khách có thể chọn là nhỏ hơn 1.8 báo lỗi, hoặc lớn hơn hoặc là nhỏ hơn 2.0 báo lỗi, hoặc có thể cài đặt giá trị lớn là từ lớn hơn 3.0 báo lỗi, hoặc lớn hơn 2.83 áp suất lốp báo lỗi. Ngoài ra, nhiệt độ quý khách có thể cài đặt ở nhiệt độ 70 độ C hoặc 65 độ C báo kêu. Còn kêu tít rất to. Đây là bộ màn hình. Đây là cảm biến. Chúng ta có 4 con cảm biến. Bốn cảm biến, van rất là đẹp. Các bạn có thể xem van trong nhé, van trong rất đẹp. Các bạn nhìn thấy bộ cảm biến này thì được gia công hoàn thiện rất là tinh xảo, rất đẹp đúng không ạ? Được đúc nguyên khối. Đấy, khi gắn thì có sách hướng dẫn gắn rồi. Thì các bạn lưu ý là có 4 lốp nên chúng ta phải gắn đúng 4 vị trí. LF là bánh trước ở bên tay trái. LF bánh trước bên trái. RR bánh sau bên phải. Bánh sau bên phải. LR bánh sau bên trái. Và RF bánh trước bên phải. Đấy, các bạn lắp đúng như vậy. Ngoài ra khi mà đi khoảng độ vài năm hoặc là hết sự, hoặc đến chu kỳ phải đảo lốp thì quý khách có thể đảo lốp bình thường, sau đấy chúng ta tự đảo vị trí trên màn hình, tự đảo vị trí cảm biến trên màn hình. Đấy, luân chuyển cho nhau. Thì cách đảo như nào thì quý khách có thể xem video hướng dẫn. Đây là bộ cảm biến xuất lốp HQI được phân phối bởi King Auto và được sản xuất tại Hồng Kông. Sản phẩm bảo hành 12 tháng. Năng lượng mặt trời, màn hình năng lượng mặt trời có thể dùng được mấy năng lượng mặt trời có thể dùng được 2 tháng. Trong hợp hết pin thì quý khách có thể mang về sạc qua sạc điện thoại, hoặc có thể sử dụng hoặc có thể sử dụng sạc trên ô tô. Thông tin đặt hàng quý khách vui lòng truy cập vào kênh shopauto.vn. Xin cảm ơn. Chúng ta tắt đi.